Mấy đứa cầm cho mẹ này đi. Mấy đứa cầm. Thằng lấy con túi mẹ về làm này nè. Gì vậy con? Mấy đứa con của Laura nó hay chọc Laura lắm. Con chuột. No! Nó sẽ vào phải. Phải tốt phải không? Vào năm 1190, khi vua Philip Auguste cho xây dựng nơi đây làm một pháo đài để ngăn chặn sự xâm lược của người Viking, thì pháo đài đã được xây dựng với các góc tháp hình tròn. Lý do là vì các góc tháp hình vuông thì sẽ dễ dàng bị quân tiên phong của địch phá dễ dàng hơn là cái góc hình tròn đó mọi người. Đến năm 1528 thì pháo đài đã bị phá bỏ để xây dựng một cung điện theo kiểu Ý hiện đại. Và từ sau năm 1792, cách mạng Pháp, thì Louvre đã trở thành một viện bảo tàng và là bảo tàng lớn nhất thế giới, được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới. Và có bức tranh lớn nhất thế giới có diện tích hơn 70m2. Là một bức tranh miêu tả một tiệc cưới rất là xa hoa với 130 nhân vật. Phía trước mặt chúng ta đó là bức tượng của vua Louis XIV được làm bằng chì, chứ không phải là bằng đồng nha mọi người. Bảo tàng cũng có một tác phẩm lâu đời nhất là bức tượng Angazan có tuổi đời tới 9.000 năm. Và đương nhiên, bảo tàng Louvre vô cùng nổi tiếng với tác phẩm nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Bức tranh này được vẽ trên gỗ cho nên việc bảo trì cũng rất là khó khăn. Bức tranh bị đánh cắp và sau đó được tìm lại và được đưa trở về Pháp vô cùng long trọng. Vì vậy, qua vụ đánh cắp này thì bức tranh đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn với rất là nhiều giai thoại ly kỳ hấp dẫn qua các tác phẩm văn học và điện ảnh. Về hiện tại thì chúng ta đang đứng tại sân Napoleon, nơi mà chúng ta sẽ thấy kim tự tháp bằng kính lớn cao 21m. Nơi đây thì có cái phần cổng để vào bảo tàng Louvre đó mọi người. Và xung quanh của cái kim tự tháp này thì có 3 cái kim tự tháp nhỏ hơn, cao 5m. Kim tự tháp này thì được làm bằng 95 tấn thép, 105 tấn nhôm để hỗ trợ cho phần chịu cái mặt kính đó mọi người. Và ở đây, ngay chính giữa bùng binh này thì đó là phần chân của một kim tự tháp bằng kính nữa, có phần đỉnh chúi xuống phía dưới. Và chỉ cách phần đỉnh của kim tự tháp ngược này có một vài cm thì đó là một kim tự tháp rất là nhỏ bằng đá. Vậy là bảo tàng Louvre thì có tổng cộng là 5 kim tự tháp bằng kính, bao gồm kim tự tháp lớn nhất có cổng vào bảo tàng đó và 3 kim tự tháp nhỏ bao quanh cùng với một kim tự tháp ngược và cuối cùng là có thêm một kim tự tháp nhỏ nữa bằng đá. Và đây là một khải hoàn môn tên là Carusel, xây dựng vào năm 1806 và đang trong thời gian bảo trì. Con thấy cái gì? À vậy hả? À đúng rồi, cấm ở bên này, cấm. Dạ đúng rồi đó mọi người, ở bên Pháp này thì mình không được quyền cho chim ăn nha mọi người. Và nếu như mà mình cho chim ăn mà bị cảnh sát bắt là mình sẽ bị phạt tới 68 euro nha. Gió thổi rất là mạnh, một tay thì Laura đang cầm cái dù, còn một tay thì đang cầm cái điện thoại để quay phim á, cùng với cái cục sạc điện. Mém chút nữa là cái dù nó bay đi rồi nè mọi người. Ông Tony thì muốn đi chơi cái vòng quay khổng lồ này nè mọi người. Mà Laura đang nghĩ thì bữa nay trời mưa cho nên là ít người. Vì vậy đây cũng là cơ hội tốt để mình đỡ phải xếp hàng. Mọi người đi đua quay cùng Laura nhé. Giá vé thì dưới 2 tuổi là miễn phí. Từ 2 tuổi cho đến 10 tuổi là 10 euro. Và trên 11 tuổi đó thì là 15 euro cho một người. Không nhìn rõ mà. Không mà, ngoài từ từ cũng đi qua bên kia hả? Có phim nào là không bên này hay bên kia?
Cho đi qua đây xem đi. Gió mạnh quá hả? Oh, gió nó thổi mạnh vậy sợ không? Trời ơi mọi người ơi, mọi người ơi, sợ quá. Con xin con đi. Trời ghê quá. Trời ơi, sợ quá. J'ai un peu peur. Ôi mình đã xuống được rồi. Tốt biết hả? Hay quá. Hay quá hả? Trời ơi, tụi nó thấy hay còn mình sợ quá mọi người. Trời ơi, tim đập thình thình. Mà lên trên gió mạnh ơi là mạnh, gió mạnh làm sợ. Fait tu vois c'est Louis Vuitton. Đúng không? Một làm lại nữa nha. Con hả? Con đi một mẹ, mình. Mẹ làm với con. Còn lâu không bao giờ mẹ đi nữa. Ở đây bán rượu nóng. Mình cảm giác mình hửi thấy cái mùi rượu á làm cho mình có cái cảm giác nó hơi lâng lâng. Có rất là nhiều chỗ chơi cho con nít hoặc là cho người lớn. Và bán đồ ăn, rồi những cái đồ lưu niệm cũng rất là nhiều mọi người. Thật sự cái hôm nay mà mình đi á, trời mưa, gió mạnh. Nhưng mà thời tiết nó cũng không có lạnh lắm mọi người. Vì đây mới là đầu tháng giêng thôi. Và luôn luôn ở những chỗ như thế này thì món bánh churros giống như vậy nè mọi người, là được rất là nhiều người yêu thích. Ở đây từ người lớn đến con nít đều thích cái món bánh này hết trơn á. Laura có làm cái video về cái bánh này nha mọi người. Sợ dữ. Nó dễ làm lắm. Ôi thôi cái này mẹ sợ lắm. Ông mày rồi. Gọi là dốc ngược cái chân lên luôn vậy hả?
Thôi vậy mà sao chơi được trời. Thật sự thì Laura cũng có một chút hiếu kỳ, cho nên là Laura muốn đứng đợi ở đây để xem là mấy người chơi cái trò chơi cảm giác mạnh này đi xuống, để coi cái biểu lộ gương mặt của họ như thế nào, để xem là họ có sợ không. Wow, nhưng mà nhìn mặt họ trông rất là thích thú mọi người, trông không có cảm giác gì là sợ hãi hết trơn á. Mình đi bộ thêm vài phút nữa thì đến Place de la Concorde. Đây là quảng trường lớn nhất ở Paris, rộng 7,56 hectare và địa điểm này thì thuộc quận 8, ráp danh sát với bảo tàng Louvre của quận nhất. Và đây là một trong năm quảng trường hoàng gia ở Paris. Nơi đây có một lịch sử vô cùng đặc biệt và thay đổi tên nhiều lần tùy thuộc vào các sự kiện chính trị lớn mà nước Pháp trải qua. Nơi đây cũng là nơi đã hành quyết công khai vua Louis thứ 16 và hoàng hậu Marie Antoinette đó mọi người. Còn đây thì là đại sứ quán của Mỹ đó mọi người. Phía cổng vô thì có hai con đại bàng ở phía trên nè, mọi người thấy không? Còn đây là khách sạn nơi mà đội tuyển bóng đá của Pháp sau khi mà chiến thắng vào năm 2018 đó, thì họ đã đứng ở phía trên cao kia để chào những người hâm mộ đứng phía dưới cái quảng trường này nè mọi người. Trời thì cũng đã bắt đầu tối xuống rồi, mình thì đi cả ngày nên bây giờ bắt đầu thấm mệt rồi mọi người, cho nên đi về thôi. Laura quay cho mọi người coi một chút về hệ thống dưới lòng đất của Paris. Nhìn trông giống như là một mê cung vậy đó, có đủ các loại đường đi hết. Bây giờ thì mình đi lấy tàu điện ngầm trước, rồi lát nữa thì mình mới lấy xe lửa để về nhà. Hôm nay thì mình đi vào thứ bảy và trời lại mưa nữa, cho nên là các chuyến xe này không có chật cứng người như những ngày trong tuần. Mùa đông ở bên này thì thời tiết nhìn trông đã buồn rồi, mà mọi người ai ra đường cũng mặc áo màu đen hết, thành ra trông rất là ảm đạm mọi người ạ. Mình có muốn mua áo lạnh mà có màu sắc một chút thì cũng rất là khó, tại đa phần ở đây nó bán toàn là màu tối không mà mọi người ơi. Bây giờ thì mình bỏ cái vé vô đây để đi vào cái khu vực mà mình sẽ lấy xe lửa để về nhà mình nè. Ồ rồi, chắc cái máy nó mệt giống mình nè. Ok, vậy bây giờ mình thử qua cái máy bên cạnh coi có được không ta. Rồi, vậy là được rồi, ok nè. Vậy là vlog một ngày mưa của Laura đến đây là hết rồi. Chúc tất cả mọi người cuối tuần thật vui nha. Bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.